Chào tất cả những người bạn thân yêu của Thống nhé. Hôm nay thì tiếp tục hành trình đi săn ong quái các bạn. Thì cũng có một người chỉ cho anh em mình một tổ ong đây. Đó. Tổ này thì đường kính cũng không rộng lắm nhé. Khoảng nửa mét đấy các bạn. Cái lượng mà thì chắc là cũng không được bao nhiêu. Nhưng mà được bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu thôi. Bây giờ anh em mình sẽ ra làm đuốc, làm khói. Rồi lát nữa mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nhé. Các bạn đang theo dõi video của Thống đi, cho Thống xin một like, một đăng ký và ủng hộ kênh của Thống nha các bạn. Thống cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và cùng kính chúc quý vị và các bạn luôn tràn đầy sức khỏe nhé. Đây các bạn. Vâng, bây giờ thì anh em mình tiến hành nhá. Nghi ơi. Nghi có ông hên vô ra mạnh lắm. Toán này rất là hung dữ nha các bạn. Nghi ơi. Ông hên lòi cũng lắm. Con này rất là hung dữ nha các bạn. Khỏi như thế này mà nó vẫn ấy nhá. Nó vẫn vào nhá. Đấy. Cực kỳ hung dữ. Mi xách giò lên mà lấy luôn đi để tao ra ngoài nhá. Đấy. Cũng lấy con nhá. Rất là hung dữ nha các bạn. Mặt trước cậu không? Đây. Mặt cũng cậu. À có ít. Trong đây quả hung dữ các bạn ạ. Khỏi như thế này mà nó vẫn lao xuống nhá. Đó, anh em mình đã mang áo mưa bảo hộ. Đấy. Cần canh nha các bạn. Cắt con nhông vào báo được đó. Mật bịt nạp ra báo. Đấy. Mật bịt nạp ra vậy. Mật liên ngay bịt nạp ra các bạn. Toàn quả không dữ các bạn ạ. Tổ này đấy. Này, đừng đây. Lấy cái này. Không bỏ cái đá thì mà nó không bỏ được. Lôi xuống bực nữa mà. Đã. Qua đấy nhá các bạn. Khủng nhá. À khỏi cho nên chén cũng được rồi đó. Các bạn thông cảm nhé. Cho thông xin một lái nha các bạn. Rồi, bây giờ có chỉ còn phần mặt thôi. Nó tỉa quá trời luôn các bạn ạ. Tỉa nhá. Thì hôm nay mình không chủ quan được nhá.
có mọi người rất là hồi hộp, tại vì lấy nhiều tổ đấy, nhưng mà tổ này á có khỏi mà nó vẫn cứ đe mặt nó vô nhá, mặc dù đã có bảo hiểm nữa các bạn. Đấy. Khỏi rất là nhiều. Nó cắt mật nhá. Tối nay chắc được chắc là cũng tầm cỡ 2 lít thôi các bạn. Khỏi quá quánh được. Nào hai bên chú ý chưa? Cứ đây mà. Đây, đây lại bao khác. Hãy lên răng. Mình mang bao tải mà, bao tải này, nó vẫn chích nhá. Được chưa? Vâng, vậy là đã lấy hết mật nhá. Lát nữa chúng mình sẽ quay thành quả cho các bạn xem. Rồi, khả năng đấy các bạn ạ. Đây là cái bầu mật phóng nhá. Tầm này cũng chắc khoảng 5 cân, 4-5 cân. Mình đoán là 2 lít nhưng mà chắc lại hơn nhá. À, đang theo dõi video của Thống, cho Thống xin một like ủng hộ Thống nha các bạn. Đó. Thống cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. À, lát nữa về nhà thì mình sẽ vặt ra và mình quay cho các bạn xem tiếp nhá. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Đây nha các bạn, mật khống nhá, mật khống là được ba cái chín nhá, đó. Con bò con nhộng, để cái báo con nhộng bò lên nữa thử, bò cái báo con nhộng lên tự thử. Anh phải bắt ấy, bụng bị hơn 4 vị đi. Hơn 4 vị à? Hơn 4 vị nữa. Đây, chắc là 8 vị đi. Ôi. 8 vị đó. Dạ, 8 vị đó không? 8 vị tất cả nha các bạn. Đó, mật 4 vị về con nhồng 4 vị là 8 vị. Đây, thông qua cái video này thì các bạn xem được thì nhớ là liên hệ inbox với mình nhá. Mật ong rừng nguyên chất 1 lít 800 ngàn nha các bạn. Đó. Đó, chưa phát ra luôn nhá. Đây, video này thông xin được tạm dừng ở đây. Các bạn vào xem video, like, ủng hộ, đăng ký của Thống nhé. Thống xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn video tiếp theo nhé.